Hello, chào đại ca mọi người. Chào mọi người đã đến với kênh của mình và mình là Trắng Official. Thì chuyện là mẹ mình có mua cho mình rất là nhiều bánh tráng, mọi người cả tặng 10 bịch bánh tráng luôn. Nói là mình quyết định mình sẽ làm cái gì đó với cái bánh tráng trộn hay là bánh tráng này nọ. Và bây giờ mình đang trên đường để mình đi xin tắc của bà ngoại mình. Mình đã lên rồi thì bây giờ mình sẽ qua nhà ngoại của mình để mình bẻ tắc xin tắc. Hay vô và cuối cùng mình cũng đã về nhà. Thì mình nghĩ cái việc đầu tiên mà mình làm bánh tráng là mình phải luộc trứng á. Tại mỗi lần mà mình làm bánh tráng á, cái cuối cùng cái mình quên bỏ trứng và nên giờ đầu tiên mình phải luộc trứng cái đã. Thì cái mà mình đang làm á là bánh tráng xúc tắc. Hôm kia anh hai mình có gửi cho mình cái video người ta làm bánh tráng xúc tắc này nè. Cái xong anh hai mới nói mình là sao người ta làm ngon quá. Với một con người làm biếng như anh hai mình thì chắc chắn anh hai mình sẽ không bao giờ làm đâu. Và cuối cùng mình cũng đã làm xong món này rồi. Mình thấy người ta làm ngon lắm á, mình cũng cứ nghĩ là cũng bình thường thôi, đúng mà mình làm. Mình không biết cái vị của người ta làm sao mà mình làm mình cảm giác là ăn nó ghiền luôn á. Cái này cũng phải tự khen nha, mà nó ngon thiệt. Ngon.
Hello mọi người, lại là mình đây. Thì bây giờ mình sẽ làm một cái món bánh tráng tiếp theo. Nhìn món này nó đơn giản vậy thôi chứ nó ngon lắm luôn á. Món tiếp theo. Món tiếp theo. Lúc mình đang làm á là mình suy nghĩ là anh hai mình thật gọi là hạnh phúc khi có đứa em biết nấu ăn ngon như mình. Thì cái này gọi là mình nó hơi quá, nhưng mà mình thấy mình nấu ăn cũng được mà, đúng không? Hôm bữa mình đăng cái video lên là mình nấu ăn á, cái xong thằng bạn mình nó vô hỏi: ủa mày biết nấu ăn nữa hả? Ủa vậy là hồi đó giờ nó khinh thường mình là nó nói mình không biết nấu ăn nữa hả? Món tiếp theo thì mình thấy bánh tráng nướng là một món mình cực kỳ thích ăn, bây giờ mình cũng muốn làm thử á, mà chắc chắn mình làm sẽ không ngon trong tiệm rồi. Thì là cái bánh tráng của mình có mỗi quả trứng và ba con tép luôn á trời. Mình để cái bánh tráng mới làm gỡ rồi, mình đã đền bù bằng chỉ mấy cái kia để ăn chung. À
thì đây là cái kết quả của món ăn đó. Mình cảm thấy dạo này mình cực kỳ là biến edit video luôn á. Cái video này là cũng được một tháng mấy rồi đó, mà tới tận bây giờ mình mới edit video á. Thường thường một video mình edit nếu mà dài quá là chắc chắn cũng cỡ 2-3 ngày mình mới edit xong một video. Mà gặp cái nến của mình nó làm biến nữa, làm sao để bỏ đi cái nến làm biến edit video này của mình đi trời ơi.